Những bài viết chia sẻ công thức bí quyết nấu nướng ăn luôn là đề tài mà các chị em quan tâm nhằm cải thiện thực đơn cho gia đình mình. Nói là thế nhưng không phải ai cũng có thể khéo tay hay làm mà thành công cho ra những món ăn ngon lành tóm mắt như công thức đã hướng dẫn trước đó. Như mới đây, trên mạng xóm hội hình thành dòng chia sẻ của cô nàng huyện Nga về món trứng gấp do chính mình làm thử sau khi tham khảo công thức trên mạng. Tuy nhiên, thành phẩm ra đời sau đó thì lại khiến nhiều người phì mỉm cười bởi trong nó có gì đó sai sai do với hướng dẫn trước đó. Những quả trứng được xếp ngay ngắn trong nồi hấp. Thấy trên mạng dạy làm trứng nướng thu hút thơm ngon nên tập tành làm thử. Trời, không biết là món gì luôn, dòng chia sẻ của khổ chủ trên mạng xóm hội. Kèm theo đó là hình ảnh những quả trứng gà được đục vỏ xếp ngay ngắn trong nồi hấp và hậu quả sau ít phút đun trên bếp. Lòng đỏ của các quả trứng gà sau khi chín đã tràn hết ra bên ngoài, vỏ thì bị dập dở chẳng ra hình thù gì. Và hậu quả sau đó. Tuy nhiên, có lẽ tai nạn trong nấu nướng nướng không phải là câu chuyện của riêng cô gái này mà trước đó cũng không ít người mày mò làm thử món trứng hấp theo công thức trên mạng và cái kết cũng chả có gì khác hơn. Hàng loạt hình ảnh món trứng hấp nát bét, phun trào khỏi vỏ cũng đã được chia sẻ lên mạng như để ăn của cô nàng sau màn trổ tài thất bại. Hàng loạt đĩa trứng hấp thất bại được dân mạng chia sẻ như một cách ăn của cô nàng.